khách hàng bán dế thương phẩm cho trang trại dế Thanh Xuân. Đây là một khách hàng ở Quảng Bình gửi ra cho trang trại dế đóng bằng vỉ trứng. Quảng Bình, người gửi anh Lam Quảng Bình. Mình nuôi hay là nhận về đấy ạ? Khách họ gửi về ạ.